Hello, xin chào quý cô chú anh chị em thân mến đã quay trở lại với kênh Tây Nguyên Santa Fe 87. Hôm nay hiện tại tôi đang có mặt tại huyện Yadarai. Đây là phong cảnh của huyện Yadarai. Bên phía kia là cơ quan của nhà nước này, nào là ngân hàng này. Còn là bên này là bà con đang canh tác, đang buôn bán hàng tạp hóa, nước rẻ khát, bán xe máy. Đây là người dân ở bên đây. Có điều là ở huyện này chưa mới có ít dân rã nha. Từ đầu huyện đến cuối huyện là dân buôn bán là lai rai. Bây giờ lại tiếp tục đây, tiếp tục về đồn Hò Lê, biên giới Cam. Mời các bạn cùng đón nha. Đồn giờ lại tiếp tục hành trình trên con đường đó là từ huyện Gia ra lên đồn biên phòng Hò Lê. Bán chưa bao nhiêu
và đã đồn là dân ai cày? Ba dân. Ba dân. Từ huyện Gia Rai á, điểm xuất phát á, về tới đồn Hồ Lê là tầm 2 km. Để vào đường là không thể vào đồn Hồ Lê. Dân Việt Nam mình trồng điều.
ty họ làm đường cao su trong họ làm giao cho người dân khai thác để họ sản phẩm cao su công ty để thưởng lương. Vì dân ở đây thuộc dân vùng biên giới, về là chính sách thì họ nhà nước rất là ưu tiên các phúc lợi, làm sao để người dân sống được ổn định, vừa là ở vùng biên vừa là bảo vệ tổ quốc, kết hợp với đồng biên phòng. Chúng ta lại tới với làng hàng, làng gì đây? Cam. Là hàng tạp hóa người dân tại đây kinh doanh bây giờ bá bì rồi. Anh đi đâu đấy, vào bên này bá Húc à? Em liền mỏi. Đây là dân xứ khác họ về đây họ làm kinh doanh, còn phía hai bên đường kia là người dân ở tận đây này họ cũng khai thác cao su này. Đó. Cuộc sống của họ là sống với nghề cao su, là một số kinh doanh. Dân ở đây gọi là dân tộc gì nhỉ? Ở đây hả? Dân tộc Thái. Tộc Thái à? Dạ. Đây là Thái hết hả? Thì cũng Thái thì Thái hết, thì Thái Nghệ An, Thái Thanh Hóa, Thái nào cũng có hết á. À, vậy là cũng có người dân bản địa đây có không? Người dân bản địa đây cũng có. À, biết là dân bản địa đây là dân Gia Rai hay bên nào? Dân Gia Rai sao? Gia Rai hả? À. À, cảm ơn nhé. Dạ. Vậy là em ở dân ở đây ha? Dạ, em ở đây á. Dân Thái hả? Thì em ở Thái Nghệ An ạ, vào đây làm cao su. À, làm kinh tế ở đây. Dạ. À, tuyệt vời quá. Ừ. Tốt. Lần đầu tiên vào chở thằng con trai về lại cái đồn biên phòng Hòa Lan. Dạ. Rồi anh đi nha. Dạ. À, nó là người dân ở đây là dân tứ xứ Nghệ An, dân tộc Thái, dân tộc Tày, họ đi
giờ tới Mỹ Thành luôn. Đấy, thì cái đường này là cho người dân phát triển kinh tế, cho tôi với lại bảo vệ tổ quốc, thank you.
tí nữa lại để. Đi đi chưa bao quế phim, một quế phim hàng gì đọc thôi. Thế hay đến này. Cái đó lại. Lão gì nè. Đúng nè. Này kìa. Con đến hơn con đến hơn. Không được. Đây mà không được. Cái hổ màng. Nên hơn cái này. Con đến đâu? Rắn con. Rắn đi qua đường á, rắn hổ màng á. Con thôi. Lá tơ mắt có còn gì biên của Việt Nam làm bằng đường bê tông rất xịn, thuận tiện cho để đi kiểm tra rừng, kiểm tra đường biên. Nói giờ tôi cá này như quý vị và hiện tại bây giờ tôi đang chạy trên
con đường đường biên của Việt Nam, cách tầm 30 mét là có cột mốc, sau đó rồi là cách 30 mét nữa lại có đường biên của bên Lào, bên Cam mà họ không làm đường bê tông như người Việt Nam. Bên Việt Nam làm đường xịn sò hơn, làm bằng đường bê tông, còn bên Lào làm cái đường đất thôi. Rất gần. Đường bê tông của Việt Nam, đường biên khá đẹp. Ui xe nhìn vô. Mỹ Ba, còn bên này là rẽ vào đồn biên phòng Hoa Lan. Chuyên vị chính tâm. Ui, ngày ngày dưới ngày một ngày dưới nhà. Chuyên vị chính tâm. Bên quần nam mình. Chuẩn bị rú, chuẩn bị diễn tập à? Bên thảo. Có cơ tổ quốc Việt Nam để chuẩn bị diễn tập mà cảnh phạm thích giờ bắn đạn thật có dành cho bộ đội biên phòng này. Thành thử nó phải dọn dẹp sạch sẽ đường xá, sạch sẽ. Chuẩn bị sắp tới đồn Hồ Lê rồi các bạn. Xíu nữa là tôi không có thể quay chỗ cơ quan, quay tới cổng là thôi. Mong các bạn thông cảm nghe vì cơ quan nó là không bao giờ cho quay. Cái sạp nó chuẩn bị tập 4-5 một lần đó. Đảm thật cho các chiến sĩ. Bên chỗ nào à? Ở tầm đồng vị môn chuẩn bị chứ bây giờ. Ôi, đá đẹp.